Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Trên Đặng. Hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn cách lắp đặt các nút dừng khẩn, các nút nhấn, công tắc xoay gắn vào hộp điều khiển của Technic. Dùng vít vặn để tháo bốn ốc ra. Bên trong hộp điều khiển là đế màu đen. Phía trên và phía dưới có hai cái lỗ tròn để các bạn có thể đi dây ở bên trong của hộp điều khiển. Đây là nắp điều khiển màu vàng. Bên trong có các đường ron cao su bao bọc xung quanh, có công dụng là kháng bụi và nước xâm nhập vào hộp điều khiển. Bây giờ mình sẽ gắn cái nút dừng khẩn trước. Các bạn hãy dùng cái vít chọc vào cái lỗ này để đẩy nhẹ cái đế tiếp điểm ra. Sau đó sẽ tháo cái vòng cố định này và lấy cái miếng kim loại cố định ra. Các bạn chú ý là ở trên cái nắp màu vàng này có hai cái rãnh nhỏ đối xứng ở cái lỗ nút, và ở trên cái nút dừng khẩn này cũng có hai cái rãnh đối xứng như vậy. Chỉ cần lắp hai cái rãnh trên nút dừng khẩn trùng với hai cái rãnh ở trên cái lỗ nút này là lắp đúng. Sau đó là gắn cái miếng kim loại cố định lại và siết chặt bằng cái vòng tròn. Và gắn cái đế tiếp điểm và ấn mạnh xuống. Cuối cùng mình sẽ gắn tiếp điểm NC màu đỏ này vào cái nút dừng khẩn là xong. Như vậy là mình đã gắn thành công một cái nút đầu tiên cho hộp điều khiển. Ấm rất là chắc chắn. Tiếp theo mà là mình sẽ gắn các nút còn lại vào cái hộp điều khiển. Còn cái tiếp điểm màu trắng này là tiếp điểm dạng gài, mình sẽ gắn đúng cái chiều của cái đế. Các bạn lưu ý là trên cái tiếp điểm cũng có cái rãnh, chúng ta sẽ gắn đúng cái chiều cái đế là chúng ta sẽ lắp thành công.
Technic còn sản xuất các loại box 3 lỗ, 2 lỗ, 1 lỗ. Chất liệu được làm từ nhựa ABS và polycarbonate, nhìn rất là chắc chắn. Tích điểm khi mình giật mạnh cũng rất là chắc chắn này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có thêm động lực để tiếp tục làm thêm những clip tiếp theo.